xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty ạ. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream chia sẻ về quá trình laser của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước màn hình ống kính đây thì như mọi người có thể thấy thì chị khách hàng của chúng tôi vừa trải nghiệm xong quyết định về laser môi ở tại UK. Theo như tôi được biết thì cái tình trạng môi này của chị đã làm cách đây hơn 1 năm rồi, nhưng tuy nhiên thì như mọi người có thể thấy đấy. Đây ạ, vâng, máy quay có thể quay sát lại những tình trạng trước được không ạ? Đó thì với cái tình trạng môi này, chúng ta có thể thấy này, ở trên bề mặt môi thì bị bết mực, và ngoài ra thì cái màu môi như chúng ta có thể thấy thì nó bị xỉn rất là nhiều. Nó đã mất đi cái màu ban đầu đó. Và sau khi được xử lý bằng siêu laser Picomax thì chuyên gia của chúng tôi đã xử lý được 80% cái gốc mực ở trên cái bề mặt môi của chị rồi. Chị cho em hỏi thăm một chút xíu là hình như là sáng ngày hôm nay mình quay em rất là sớm đúng không chị? Chị 8 giờ kém chị đã có mặt rồi. Thế ạ, vâng. Thì chị cho em hỏi là mình đến từ đâu hả chị? Chị đến từ Thanh Hóa. Thanh Hóa, wow, rất là xa. Nhưng mà với cái khoảng cách đi xa như vậy mà chị vẫn rất là đặt niềm tin để trải nghiệm dịch vụ tại DK, thì lý do vì sao mà chị lại biết đến DK ạ? Chị có rất nhiều bạn sử dụng dịch vụ ở đây. Vâng. Bạn chị giới thiệu thì chị cũng sắp xếp lịch để đi làm. Dạ vâng. Cũng chỉ muốn là làm bởi vì lên mặt thì không sửa được, nên cũng muốn làm cho nó đẹp thôi. Dạ vâng, và đó cũng là lý do mà chị đã đặt niềm tin vào DK đúng không ạ? Đó thì như mọi người có thể thấy thì sau khi mà như tôi vừa nói đấy, công nghệ laser Picomax của chuyên gia của chúng tôi đã xử lý 80% rồi, thì chị không biết trong cái quá trình mà laser môi thì chị thấy thế nào? Chị cảm giác như chị buồn ngủ vì chị không thấy đau. Thế ạ, và nó rất là nhanh đúng không chị? Vâng ạ. Thì vâng, chị chuyên gia cho em hỏi thăm một chút xíu là môi thì chúng ta đã xử lý xong rồi đúng không ạ? Thì với cái tình trạng môi như thế này thì chúng ta cần phải xử lý mấy lần nữa thì xong ạ? Tình trạng môi của chị xử lý một lần thôi. Sau cái lần xử lý này chị nghỉ ngơi khoảng 1-2 tuần là có thể làm mới được rồi. Vâng, tức là mình đã sau khi cái thời gian hồi phục là mình có thể làm môi mới rồi đúng không ạ? Đó, và như mọi người có thể thấy thì với cái công nghệ laser Picomax này thì nó rút ngắn gấp 4 lần thời gian so với những công nghệ cũ. Vậy còn lông mày thì sao ạ? Chị có thể phân tích cái tình trạng lông mày của chị khách của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Lông mày của chị cũng mới làm được hơn 1 năm thôi, nhưng chị làm 2 lần và có 2 gốc mực chồng với nhau, ở phía dưới thì là gốc mực đỏ, còn phía trên bề mặt thì là gốc mực bị trổ xanh. Vừa rồi mình đã xử lý tạp chất của 2 gốc mực đấy rồi, và bây giờ mình sẽ hạ tông mực. Dạ, vâng, rồi em xin mời chị là tiếp tục quá trình xử lý mày. Vì là trong một quá trình xử lý môi và xử lý mực trổ xanh, trổ đỏ của lông mày, chuyên gia của chúng tôi cần phải dùng đến cái bước sóng xanh, cho nên là chúng ta không thể quay trực tiếp được. Đó, nhưng mà như mọi người có thể thấy thì cái hiệu quả của cái dòng máy laser Picomax này là vô cùng là đặc biệt. Tia laser đi đến đâu thì chỉ tác động hút mực đến đó thôi, và ngoài ra thì như chúng ta thấy thì quá trình diễn ra rất là nhanh, không hề có cái dấu hiệu bị bong chóc, chảy máu hay thậm chí là bị cháy lông mày. Và ngoài ra thì với những tia laser, xung laser Picomax này thì nó sẽ kích thích cái năng lông của chúng ta. Đó là sẽ mọc lông nhanh hơn đúng không chị? Đúng không ạ? Và khi kết hợp với kem tái tạo thì các chị em chỉ cần cách 5 đến 7 ngày là chúng ta đã có thể làm được liệu trình mới rồi. Thì chị Giang ơi, không biết là sau khi laser như thế này thì có cần phải kem kem gì không ạ? Trong quá trình làm laser tại DK thì khách hàng không cần phải kem kem hay là phòng tránh mũi gì hết. Có thể vệ sinh cá nhân bình thường và có thể make up kẻ vẽ ngay sau khi xử lý khoảng tầm 15 phút. Đã có thể kẻ vẽ make up bình thường rồi. Mọi người đã thấy cái hiệu quả mà siêu laser Picomax đã thực hiện chưa ạ? Đó, và với cái tình trạng lông mày như thế này thì chúng ta sẽ rất là nhanh thôi, thì chị khách của chúng tôi sẽ nhanh chóng được làm lông mày và môi mới như mong ước của chị. Tức là những cái gì mà chúng ta làm trên gương mặt của chúng ta thì chúng ta nên đặt niềm tin vào những cái địa chỉ uy tín đó, để có thể không bị sửa đi sửa lại quá nhiều và không bị hỏng lỗi. Thì vâng, chị ơi, thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ rất là mong chờ cái sản phẩm combo mày môi của chị đấy ạ. Chị cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Hiện tại thì với combo laser ở tại DK chúng tôi đang áp dụng chương trình giảm 40% nhé. Và nhất chị em nào mà có những cặp lông mày hỏng lỗi này, hoặc là chúng ta đã từng phun xăm môi nhưng bị xỉn, bị thâm trở lại, thì chúng ta hãy gửi ngay tình trạng của mình qua fanpage của DK để đối với tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ như là về các chương trình đang được áp dụng tại DK mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.